Ừ, nhưng mà vui lắm. Lạnh là vừa tí nhưng mà vui lắm. Lạnh mà cũng vui á? Đâu mà nắng nóng ấy. Tôi ăn thử nhá. Nóng thôi, ăn xem mà không lạnh tôi bảo. Lạnh đấy. Thế là không lạnh đi. Thầy chú em nay lâu đấy nhở? Thôi thì mình ăn trước xứ một gói đi. Tí thầy đến ăn gói này sau. Thôi thử dừng ăn cái kẹo ấy không lạnh á. Hơi đắng mà. Mà cái gì nữa mới được. Thôi ăn cái kẹo này xong mà lạnh hết cả người này. Cái kẹo này gì mà lạnh nữa. Này. Hả? Uống gì vậy? Đi. Ôi, nè. Mọi khi hẹn nhau ra ngoài kia chơi chơi với bọn trẻ con mà sao hôm nay chạy ra tận đây xa tít tít thò lò này. Thì đi thẳng phải đổi chỗ một tí. Ui, hôm nay trời nắng thế, nóng thật chịu chạy. Tôi đuổi, tôi chạy toát hết cả mồ hôi, cái áo nó nóng kinh thật. Trời. Trời thì nắng mà bà khoác nắm áo làm gì đấy? Tôi còn nóng toát hết mồ hôi đây này. Này, hả? Có chuyện gì nói nhanh lên. Này nóng thật, tôi về tôi phải tắm phát. Nóng lắm. Ông nóng à? Ừ. Tôi đang rét lắm đó này. Mà thế thì ông có muốn mát mà không phải tắm không? Mát mà không phải tắm á? Ừ. Đâu có quạt đâu. Tôi cũng muốn có quạt, nó điều hòa. Nhưng mà chạy ra đây làm gì quạt, làm gì có điều hòa. Cái này không cần phải điều hòa luôn đây, ông nhìn đây này. Cái gì đấy? Cho ông xem cái này luôn, kẹo lạnh. Biết tại sao tôi lạnh này không? Trong khi trời nắng không? Tôi ăn. Ông bị hâm đi, tôi ăn cái kẹo lạnh này này. Ông ăn xem thì biết. Xem lúc đấy ông có hâm không như tôi không? Ăn không? Có. Đây, kẹo là kẹo băng. Nhìn như đá này. Nhìn như tuyết này. Ờ. Ôi, nhìn giống cái cục đá ở nhà mình để trong tủ lạnh thế này. Đấy, đây này. Ở đâu? Cái loại này là một loại, đây còn một loại nữa này. Có hai loại khác nhau à? Ờ. Ủa, sao nhìn giống như phấn đấy? Cái này giống giống viên phấn nhở? Ờ. Còn kia là giống như hòn đá ấy. Đấy. Ờ, bà ăn trộn phấn của cô giáo à? Đây là cái loại này tôi vừa ăn xong lạnh thôi là lạnh rồi. Rồi ông ăn thử đi, xong ông ăn cả cái này đi. Này. Bà cắt phấn bà cho vào túi xong bà bảo tôi ăn gì? Đây là kẹo. Nè, phấn đi mà phấn này. Ủa, lại rét rồi á? Lại lạnh rồi à? Ồ, thật đấy. Ồ, nhưng mà vui lắm. Lạnh là vừa tí nhưng mà vui lắm. Lạnh mà cũng vui á? Thế ông bảo đang nóng ấy. Để tôi ăn thử nhá. Ừ. Nóng thật, ăn xem mà không lạnh tôi bảo. Lạnh đấy. Thế này bảo không lạnh đi. Thở ra khói chưa? Thở khói không? Có khói không? Ừ, lạnh vui nhở? Ăn thêm miếng nữa. Áo của tôi đấy, không phải đâu. Thôi, thì mượn cái áo lên, lạnh quá. Không. Ăn thêm miếng nữa. Rồi, cái này là lạnh rồi. Này, bà kiếm đâu ra cái kẹo này hay thế? Hả? Đây là cái kẹo lạnh Hàn Quốc đấy. Đây là kẹo lạnh Hàn Quốc đấy. Ăn vào lạnh mà vui nhở? Vui gì mà vui. Ăn vào muốn mất cái này, muốn xíu này. Ăn thêm cái nữa. Cho mượn kẹo đi. Không. Không, chỉ cho ăn kẹo thôi, không cho mượn áo đâu.